Nhà phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California tức là 8 giờ 30 giờ Houston Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau đầu tiên hết là nga lên tiếng bảo vệ cho quyền phủ quyết về việc cứu trợ cho phía bắc syria kéo dài một năm tin từ Liên Hiệp Quốc cho biết là phía Nga đã lên tiếng bảo vệ cho lá phiếu phủ quyết của họ trong nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong việc mà tăng gia tăng cái thời hạn cứu trợ nhân đạo ở tại cái khu vực của Syria có 4.1 triệu người ở khu vực mà phía phím quân đã kiểm soát ở phía bắc của Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ thêm một năm và đoan chắc rằng là họ chỉ muốn 6 tháng mỗi một lần và tố cáo rằng khối Tây Phương đã sử dụng cái kỹ thuật này để tìm cách gọi là à, chỉ đạo và có thể là kiểm soát cả thế giới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga và đại sứ của Nga là Dmitry Polyansky đã lên tiếng bảo vệ cho lá phiếu phủ quyết của Nga ngày 8 tây tháng 7. Trong đó, cái nghị quyết này à, đã trước khi mà Đại hội đồng Bảo an Li... Đại hội đồng Liên Hợp quốc có một cái cuộc họp thứ hai của 193 thành viên để mà chấp thuận cái nghị quyết này trong ngày 26 tháng 4, yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc là phải gia tăng cái thời hạn về hỗ trợ nhân đạo cho phía của Syria và người dân tại đây. Poyansky cho biết là cái nghị quyết này cần phải giới hạn 6 tháng và được tái lập mỗi 6 tháng thay vì kéo dài một năm. Trong đó là nói rằng phía Nga sẽ đòi hỏi là phải có sự giám sát chặt chẽ trong việc hỗ trợ nhân đạo. Khu vực được hỗ trợ nhân đạo là khu vực phía Bắc của Syria nơi có 4.1 triệu người Syria đang sống dưới sự kiểm soát của lực lượng phiếu quân. Ông đại sứ này đã lên tiếng cáo buộc các nhà nhà ủng hộ Tây, Tây Phương kéo dài một năm là để cố tình có những cái hành động khác, động cơ chính trị đằng phía sau. Và ông ta chỉ muốn có 6 tháng Phía uh, đà phó đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Quốc là Richard Miu đã uh, quay trở lại và phản trả đối với lại lời cáo buộc của Nga và nói rằng việc Nga lợi dụng lá phiếu phủ quyết đây, đây là lần thứ 17 trong cái nghị quyết của Syria, tức là có 17 lần. Nga đã sử dụng lá phiếu phủ quyết này và rõ ràng đây là hành động lạm dụng lá phiếu ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là thành viên thường trực. Đây được xem là cuộc đối đầu trực tiếp của Nga và của Hoa Kỳ ngay tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Nga và Ukraine đã có được một cái thỏa thuận để tái xuất cản lại ngũ cốc đang bị kẹt ở tại Ukraine tin từ Istanbul cho biết Nga và Ukraine đã dự tính là sẽ ký những cái thỏa thuận riêng biệt với thổ nhĩ kỳ à, và à, tại cái hội đồng của Liên Hợp Quốc vào ngày thứ sáu và trong đó cho phép Ukraine có thể tái xuất cản các cái thị trường ngũ cốc của họ cho thị trường thế giới giữa lúc mà Nga cũng đang gia tăng cái khả năng xuất cảng về ngũ cốc sau sau cuộc đối đầu về đang đe dọa tới cái an toàn thực phẩm trên toàn thế giới. Phía Nga và Ukraine, hai phái đoàn đàm phán quân sự của họ đã đạt được sự một cái thỏa thuận đầy căng thẳng sau vào tuần trước ở tại Liên Hiệp Quốc và dự tính rằng sẽ cho phép phía Ukraine có thể xuất cản 22 triệu tấn ngũ cốc và các sản phẩm nông sản khác đang bị kẹt ở khu vực các bến cảng của vùng Hắc Hải trong thời gian có chiến tranh. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông Antonio Guterres và Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ là Tayyip Erdogan dự tính là sẽ tham gia vào cái cuộc lễ ký kết tại Istanbul vào ngày hôm nay. Bộ trưởng Quốc phòng của Nga là Sergei Shoigu và à, Bộ trưởng đặc trách về hạ tầng cơ sở của Ukraine là Oleksan Kurakov đã dự tính là hai người sẽ đại diện cho hai quốc gia ký kết thỏa thuận này. Trong khi đó thì phía cố vấn của tổng thống Ukraine cho biết cả Ukraine và Nga có thể sẽ ký những cái thỏa thuận riêng biệt. Trong đó thì Ukraine sẽ ký với lại Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cũng sẽ ký với Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải là hai bên ngồi chung ký chung một cái thỏa ước. Đây được xem là cuộc thương thảo lớn nhất với vai trò trung gian của ông Tajib Erdogan nhằm thúc đẩy việc mà cho phép Ukraine được xuất cảng 22 triệu tấn ngũ cốc đang bị kẹt ở các bến cảng tại vùng hắc hải nơi mà đang có cuộc chiến giữa nga và ukraine đây được xem là một cái tích cực của cả các phía nhằm giải quyết cái mức an toàn lương thực trên thế giới mà đang có sự báo động về tình trạng thiếu lương thực phẩm trên toàn cầu đó là bản tin liên quan tới tình hình của ukraine và của nga trong khi đó thì liên hiệp âu châu lại tiếp tục có thêm lệnh cấm vận nhắm vào moscow trong việc xâm lăng ukraine tin từ Brussels cho biết là liên hiệp Âu Châu đã tăng cường thêm lệnh cấm vận nhắm vào Nga trong cuộc chiến tại Ukraine vào ngày thứ năm sau khi 27 quốc gia này đã hậu thuẫn cho một cái đạo luật và trong đó ban cấm việc nhập cảng vàng và giới hạn các quốc gia ở trong liên hiệp Âu Châu có thể có những cái liên hệ liên quan tới các cái ngân hàng lớn nhất của Nga và siết chặt lệnh xuất cảng trong các cái kỹ thuật và các cái sản phẩm về kỹ thuật của Nga chủ tịch của quỹ hội âu châu là bà ursula von der leyen đã lên tiếng và nói rằng đây được xem là lệnh cấm vận mới nhất nhắm vào điện kremlin và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cái áp lực cao đối với lại phía nga liên hiệp âu châu mô tả đây là cái vòng cấm vận mới nhất và trong đó có một số những cái điều chỉnh nhỏ ở trong cái lệnh cấm vận này để đáp ứng cái nhu cầu đối tác trên toàn cầu bất kỳ một lệnh cấm nào nhắm vào cái uh, việc xuất cảng khí đốt của Nga vẫn còn tiếp tục đang là vòng tranh cãi của Âu châu và chưa có được đưa ra duyệt xét. Các viên chức của Âu châu cho biết là họ sẽ siết chặt tất cả những cái uh, lệnh cấm vận, trong đó sẽ ngăn chặn việc uh, nhập cảng vàng từ phía Nga, đồng thời ngăn cấm tất cả những cái kỹ thuật cao cấp để xuất cảng qua Nga. Trong ngày thứ năm thì cả người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu châu là Joseph Borrell cũng lên tiếng cho biết chúng tôi sẽ ban lệnh cấm vận có hiệu quả với Nga để gia tăng phần áp lực và trong đó sau khi mà Nga đã bắt đầu có những cái hành động sử dụng cái nguồn năng lượng giống như là một thứ vũ khí. Đây được xem là một trong những cái lệnh cấm vận mới nhất mà Liên hiệp Âu châu đã áp dụng đối với Nga cùng một lực trong ngày hôm nay điện kremlin đã bác bỏ các báo cáo cho rằng ống dẫn khí đốt nord stream pipeline đã bị chẹt trong lúc mà vận chuyển khí đốt Điện Kremlin trong ngày thứ Sáu đã bác bỏ một bản báo cáo cho rằng những ống mà dẫn đường khí đốt nó ở trong cái hệ thống dẫn đường khí đốt Nord Stream Pipeline 1 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức đã bị kẹt trong lúc vận chuyển. Hãng thông tấn Reuters trong ngày thứ Năm cho biết Nga vẫn chưa có chính thức gọi là chuyển tất cả những cái nguồn khí đốt này và nó đã được, được đưa trở lại nước Nga sau khi có hai nguồn tin xác nhận. Tuy nhiên trong cuộc họp báo với các thông tin viên, phát ngôn viên Điện Kremlin là dmitry peskov đã bác bỏ cái bản báo cáo này và cho là vô lý lời cáo buộc này hoàn toàn vô lý và nguồn tin hoàn toàn sai lạc nga đã cắt giảm cái uh... Ống dẫn khí đốt North Siberian 40% trong khả năng của họ vào tháng 6 và chỉ ra cho thấy rằng đang có một cái số vấn đề cần phải quản trị và bảo trì cho cái đường ống dẫn khí đốt này. Lệnh cấm vận của Tây Phương đã nhắm vào tất cả các mặt hàng của Nga. Tuy nhiên, họ vẫn không nhắm vào nguồn khí đốt. Trong đó thì những cái ống mà dẫn khí đốt này lại nằm trong lệnh cấm vận và do đó phía Canada đã phải chuyển tất cả những cái ống này cho phía Đức để Đức có thể đưa tới cho Nga. Đây được xem là một trong những cái lời bác bỏ mới nhất của Nga liên quan tới ống dẫn khí đốt Nord Stream Pipeline. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay, Bộ trưởng Không quân của Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ và các đồng minh đang duyệt xét việc mà gửi các chiến đấu cơ cho Ukraine bất kể là đã có những cái giới hạn trước đây hoa kỳ vẫn tiếp tục đoan chắc rằng họ sẽ thảo luận với các đồng minh và đối tác tại âu châu là sẽ gửi các chiến đấu cơ tới ukraine và gửi các cái phi công huấn luyện của họ tới huấn luyện cho phi công của ukraine bộ trưởng đặc trách về không quân của hoa kỳ là frank Kendall đã cho biết như trên ông kendo phát biểu vào ngày thứ tư ở một cái diễn đàn quốc phòng có tên gọi là aspen security forum chỉ ra cho thấy là ukraine có thể sẽ đối diện với một số vấn đề và điều này cần thiết là phải có những cái sự hỗ trợ của chiến đấu cơ chúng tôi đã mở ra cuộc thảo luận về việc mà họ yêu cầu và chúng tôi có thể sẽ à, xác nhận và có thể sẽ giúp cho họ điều này ông Kendall cho biết và có thể sẽ có một số những chiến đấu cơ được duyệt xét để gửi tới cho Ukraine trong lúc mà Ukraine mong muốn tổng thống của Ukraine là ông Zelensky cho biết cần nhất là ông cần các loại F-15 và F-16S à, chỉ vào tuần trước thì hạ viện của Hoa Kỳ đã thông qua cái đạo luật về quốc phòng trong đó cái ngân sách quốc phòng cho năm 2023 và trong cái về phiên bản này thì họ đồng ý cung cấp thêm 100 triệu tiền huấn luyện cho các phi công của Ukraine có thể sử dụng các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ. Và trong quá khứ thì ông Kendo cũng đã bác bỏ cái ý tưởng là Hoa Kỳ sẽ gửi các cái loại e 10 cho phía Ukraine và ông vẫn cho biết rằng là có thể lần này là sẽ thay đổi cái quan điểm và số lượng cái cơ hội của quốc tế có thể nằm ở đây và Hoa Kỳ có khả năng có thể hỗ trợ cho Ukraine điều này đây được xem là một trong những cái uh, thay đổi của phía người đứng đầu bộ uh, uh, cái, cái lực lượng không quân của hoa kỳ trong đó thì uh, uh, ông uh, ngoài ra thì uh, một trong những uh, tư lệnh không quân của Hoa Kỳ là tướng Jack Brown Jr. Người cũng phát biểu trong cơ hội ngày này nói với hãng thông tấn Reuters trong cuộc phỏng vấn trước khi mà diễn đàn diễn ra. Hoa Kỳ và các đồng minh vẫn đang tìm kiếm các ý tưởng một cái chương trình lâu dài để huấn luyện cho các phi công của Ukraine và sử dụng tất cả những cái loại máy bay hiện đại. Trong lời phát biểu này thì ông Brown cho biết là Ukraine đã có sự thành công chống trả lại sự xâm lăng của Nga và dấu hiệu cho thấy là cái quyền lợi của Hoa Kỳ và Ukraine trong việc hợp tác về quân sự. Đây được xem là một trong những cái ý tưởng mới và có thể hỗ trợ tăng cường thêm cho Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Cùng một lượt thì Đức đã đồng ý mua lại một công ty năng lượng mà trong đó có lệ thuộc phần năng lượng của Nga trị giá lên tới 15.2 tỷ Mỹ Kim. Bản tin cho biết là công ty Uniper là một công ty về năng lượng lớn nhất của nước Đức đã, trong ngày thứ thứ sáu đã nhận được khoảng 15 tỷ đồng euro tức là 15.2 tỷ Mỹ Kim trong sự bảo đảm về cái việc mà chính phủ Đức chuẩn bị là buy out tức là mua cái cổ phần của công ty này để cứu cho công ty này không bị khủng hoảng. Một phần trong cuộc thương lượng này thì chính phủ của Đức sẽ chiếm 30% cổ phần của Uniper và Uniper cho biết họ vẫn còn giữ khoảng 56% cổ phần của họ và vốn đây trước đây họ đã nắm giữ khoảng 80% Chúng tôi đang làm việc chưa từng có trong cơn khủng hoảng về năng lượng và cần phải đi nhanh trong vấn đề này. Tổng giám đốc điều hành của công ty này đã cho biết như trên và Đức trong lúc mà đang đối diện với sự đe dọa cắt bỏ nguồn khí đốt từ phía Nga và các cái nguồn dầu khí từ phía Nga. Công ty Uniper được xem là một trong những công ty về năng lượng hàng đầu của nước Đức đang lâm vào cơn khủng hoảng về thiếu năng lượng và tình trạng thua lỗ của công ty này. Nay thì chính phủ Đức đồng ý đã buy out tức là mua lại cổ phần khoảng 30% với giá là 15.2 tỷ Mỹ Kim để giúp công ty này vượt qua giai đoạn khó khăn. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay tân đại sứ của hoa kỳ tại úc là bà caroline kennedy đã chính thức có mặt tại sydney tân đại sứ hoa kỳ tại nước úc là bà Caroline kennedy đã đến sydney trong ngày hôm nay nơi mà bà sẽ chính thức bắt đầu nhận cái nhiệm vụ đại sứ và tập trung vào vấn đề an ninh ở khu vực cũng như khí hậu toàn cầu bị thay đổi năm nay 64 tuổi bà đã được xác nhận bởi thượng viện vào tháng 5, nhận chức vào ngày 10 tây tháng 6 và nay bà đã có mặt tại sydney à, tất cả mọi người đều cảm thấy ra là cần phải làm việc chung và tôi rất vui mừng có thể làm việc chung trong cái uh, nhóm bộ tứ kim cương và khu vực Pacific bộ tứ kim cương gồm có Nhật, Úc, Ấn Độ và Hoa Kỳ bà đã phát biểu với các thông tín viên trong ngày 22 tây tháng 7 uh, trong lúc uh, mà bà đang có mặt ở tại Sydney Trung Quốc đã trở thành một cái sự đe dọa ở khu vực và các đối tác của chúng tôi đang tập trung vào điều này và đây sẽ là một nghị trình lớn. Tôi không thể chờ đợi để bắt đầu ngay công việc. Bà Kennedy vốn là con gái của cựu tổng thống Hoa Kỳ John Kennedy từng phục vụ trong vai trò đại sứ của Hoa Kỳ tại Nhật Bản từ năm 2013 đến năm 2017 dưới thời của ông Barack Obama và bà ta được khi mà năm tuổi thì thân phụ của bà ta đã bị ám sát ở tại Dallas trong năm 1963 và từ lâu nay bà gần như là một nhân vật chính trị cao cấp nhưng lại ít gây chú ý và theo lời của bà ta thì việc này bà sẽ tập trung vào vấn đề chính là Trung Quốc bà Kenny cho biết rằng là việc mà tập trung vào an ninh ở khu vực sẽ là một cái cuộc tập trung lớn nhất của chính quyền Joe Biden. Hoa kỳ cần phải làm rất nhiều và chúng tôi đã à, bắt đầu tà thiết lập những cái tòa đại sứ ở khu vực Nam Thái Bình Dương và trong đó thì các gói cứu trợ của Hoa Kỳ sẽ đến hỗ trợ cho các đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương. Trong khi đó thì Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã loan báo à, trong cái. À, cuộc gặp gỡ với các đối tác của Hoa Kỳ là các đảo quốc Nam Thái Bình Dương là Hoa Kỳ sẽ tăng cường cái ngân sách đã dành cho các đảo quốc tại đây nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc tại khu vực này. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất diễn ra tại Á Châu và vị tân đại sứ này cho biết là sẽ tập trung vào vấn đề an ninh ở khu vực. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và đáng chú ý nhất là lời chúc uh, sức khỏe của ông tập cận bình gửi cho ông joe biden mong muốn ông joe biden sẽ sớm phục hồi sau khi mà ông joe biden đã bị vướng vào con siêu vi khuẩn vũ hán ông tập cận bình chủ tịch nhà nước cộng sản trung quốc đã gửi một cái niềm hy vọng của ông ta với đối tác là ông joe biden tổng thống hoa kỳ là sẽ nhanh chóng phục hồi sau cơn đại dịch à, tôi hy vọng rằng à, ông sẽ có một cái sự phục hồi nhanh chóng đó là lời phát biểu của tập cận bình theo tường trình của tân hoa xã cho biết và điều đặt ra là khá lớn là phía tòa bàn ống cho biết ngày thứ năm thì ông joe biden đã thử nghiệm và đã có dương tính với con siêu vi khuẩn này sau khi có một số triệu chứng xảy ra hiện nay thì ông joe biden đã phải tự cô lập ở trong tòa bạch ốc và vẫn tiếp tục làm công việc của ông ta thông qua các màn hình zoom và các cú điện thoại giữa à, lúc mà các nhân viên trong tòa bạch ốc phải à, cách ly với ông theo tường trình của phát ngôn viên tòa bạch ốc là Karen à, John pierre đã cho biết như trên. Ông Biden cũng đã, đã bắt đầu à, sử dụng một số loại thuốc kháng thể là loại thuốc mà được à, xem là đang à, trong cái tình trạng gọi là giám sát để có thể cung cấp cho người dân. Phía tòa bà đốc cho biết rằng là à, việc này đã diễn ra sau khi mà ông Joe Biden đã gặp gỡ với một số viên chức trước đây ở trong tòa bà đốc. Trong khi đó thì Tập Cận Bình và ông Joe Biden cho biết là ông ta có thể sẽ nói chuyện với Tập Cận Bình trong vòng 10 ngày tới. Đây được xem là một trong những cái lời chúc của Tập Cận Bình đối với lại ông à, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra một văn thư chính thức và lên án sự bức hại của Trung Quốc đối với phong trào Pháp Luân Công và khẳng định việc bức hại này cần phải chấm dứt. Việc mà chế độ Cộng sản Trung Quốc đã có hành động bức hại với Pháp Luân Công là không thể chấp nhận được và cần phải chấm dứt. Đây là cái văn thư chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra đánh dấu năm thứ 23 Pháp Luân Công đã bị nhà nước Cộng sản Trung Quốc đặt ra ngoài vòng pháp luật và liên tục bức hại. 20 năm, 23 năm trước đây thì nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã bắt đầu những cái cuộc bức hại đối với những người theo luyện tập Pháp Luân Công và trong đó họ đã có những cái hành động vi phạm trầm trọng về nhân quyền. Đó là lời phát biểu của Bộ Ngoại giao đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế đã viết trên Twitter ngày 21 Tây và người viết cái tweet này là ông Rassan Hussain, được xem là đặc sứ của Hoa Kỳ đặc trách về tôn giáo quốc tế và nền tự do quốc tế đồng thời cho biết là sẽ ủng hộ cho rất mạnh mẽ cho những người theo luyện tập pháp luân công đang bị bức hại tại Trung Quốc tôi có thể nói rằng à, chúng ta sẽ đứng chung với cộng đồng pháp luân công hàng ngàn người đã bị tra tấn bị sách nhiễu bị cầm tù và đã bị à, à, buộc phải à, từ bỏ niềm tin của họ và cái chiến dịch gọi là vô lý này cần phải được chấm dứt đây là lời phát biểu của à, ông à, Rashad Hussan được xem là đại sứ đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế đã viết trên Twitter đại diện cho bộ ngoại giao đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là việc mà chính phủ của Joe Biden e ngại rằng Trung Quốc sẽ thành lập một vùng cấm bay ở tại khu vực của Đài Loan trong lúc mà trước khi mà bà Pelosi à, có chuyến viếng thăm tới đảo quốc Đài Loan tin từ đại bắc cho biết chính quyền của Joe Biden đã lên tiếng và nói rằng Bắc Kinh có thể sẽ áp dụng một cái khu vực cấm bay ở trên đảo quốc Đài Loan để đối phó với chuyến viếng thăm của chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bà Nancy Pelosi. Trong khi đó thì cái cơ quan truyền thông được xem là tuyên truyền của Cộng sản Trung Quốc đặc biệt là lên tiếng và nói rằng lực lượng không quân của PLA đã sẵn sàng để mà áp tải bà Pelosi ra khỏi cái đa lãnh hải của Đài Loan. Nếu như mà chiếc máy bay chở bà à, bay tới khu vực của Đài Loan, tờ Financial Times trước đó đã chỉ ra nguồn tin cho rằng bà Pelosi sẽ dẫn đầu một phái đoàn viếng tâm đảo quốc Đài Loan vào tháng 8 và khi được hỏi bởi giới truyền thông của à, giới truyền thông thì, à, về lời phát biểu của bà bà Pelosi trong cái chuyến à, để, trong cái cuộc phỏng vấn vào ngày thứ tư, thì ông Biden cho biết rằng ông cho rằng ông nghĩ là giới quân sự à, nghĩ rằng đây không phải là một ý tưởng tốt và trong cái à, cuộc họp báo hàng tuần vào ngày thứ năm 21 tây thì bà 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 Loxi đã từ chối không xác nhận hay là nhà thừa nhận về cái chuyến bà tới thăm đài loan và trong đó à, trong đó thì đang có những vấn đề mà bà cho rằng liên quan tới vấn đề an ninh tuy nhiên thì à, việc này đã diễn ra giữa lúc mà phía của lực lượng quân sự hoa hoa kỳ đã đặc biệt lo ngại là có thể à, chiếc máy bay của bà có thể bị bắn bởi lực lượng không quân của trung quốc nếu như mà tiếp cận tới gần cái không phận của đài loan Chính quyền của Joe Biden trong ngày thứ Sáu 22 Tây đã chỉ ra cho thấy rằng Bắc Kinh có thể áp dụng và thiết lập cái vùng cấm bay trên khu vực của Đài Loan để ngăn ngừa cái chuyến viếng thăm và chiếc máy bay của bà Pelosi bà à, bay vào trong không phận của Đài Loan. Các viên chức đồng thời cho biết có khả năng là Trung Quốc sẽ à, sử dụng cái... À chuyến biến tâm của bà Pelosi bà để tăng cường cái ý định gọi là xâm nhập vùng dẫn dạng phòng không của Đài Loan và giữa lúc mà Đài Loan đang có một cái cuộc đe dọa gây gắt từ phía ở Trung Quốc và việc áp dụng lệnh cấm bay trên đảo quốc Đài Loan của lực lượng không quân PLA có thể sẽ là điều chưa từng khai, từng, từng có trong việc mà căng thẳng về quân sự giữa lúc mà Trung Quốc chưa bao giờ áp dụng lệnh cấm bay này Mặc dù phía lực lượng không quân của Đài Loan à, cho biết vẫn nhỏ hơn Trung Quốc, tuy nhiên họ đoan chắc rằng bốn chiếc F-400 chiếc máy bay chiến đấu của họ và những chiếc à, cái hệ thống gọi là hỏa tiễn Patriot của Hoa Kỳ sẵn sàng để bảo vệ cho tất cả cái vùng là, là lãnh hải và lãnh thổ của Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái à, gọi là nhận định của cơ quan tình báo Hoa Kỳ và trong đó Trung Quốc có thể dùng cái lệnh cấm bay này để ngăn cản không để cho chiếc máy bay chở bài BlackBerry bà có thể đáp vào trong không phận của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc của Hoa Kỳ và của Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng một cái tin vui cho Đài Loan ngày hôm nay là phía Nhật Bản đã lên tiếng khẳng định một lần nữa là sẽ bảo vệ cho đảo quốc Đài Loan trong tập bạch thư quốc phòng hàng năm của họ và mới được công bố. Bản tin mới nhất cho biết trong cái phiên bản mới của tập bạch thư quốc phòng của Nhật Bản đã được chấp thuận bởi nội các của Nhật Bản ngày thứ à, thứ sáu trong đó có rất nhiều phần là khẳng định là sẽ bảo vệ cho đảo quốc Đài Loan bởi vì đây là an ninh quốc phòng của nước Nhật lần đầu tiên tập tài liệu này cho biết Nhật Bản sẽ có những hợp tác gần gũi với cộng đồng quốc tế để quan sát những biến chuyển trên eo biển Đài Loan. Trong năm 2021 thì tập bạch thư quốc phòng này cũng đã khẳng định một cái chapter trong đó là Đài Loan là cần có một cái sự bảo đảm về an ninh và không thể bị đe dọa bởi lực lượng ở bên ngoài, ý nói tới Trung Quốc. Và trong cái tập tài liệu mới nhất tức là của năm nay, tập bạch thư quốc phòng này có tới 10 trang nhắc nhở tới việc à, cái uh, quan trọng của cái an ninh trên eo biển Đài Loan việc mà Nga xâm lăng Ukraine và cũng nằm trong tập tài liệu này kể cả khu vực Á Châu đồng thời ở trong tập tài liệu này cho biết rằng là việc mà bảo vệ cho đảo quốc Đài Loan và những vùng biển xung quanh gần Nhật Bản với Đài Loan là một tầm quan trọng không thể thiếu và Nhật Bản cần phải tăng cường cái khả năng quốc phòng của họ ở phía nam của Nhật Bản nhằm đối phó với những cái sự đe dọa từ bên ngoài đặc biệt là khu vực đảo quốc Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái lời khẳng định của Nhật Bản sẽ can thiệp trực tiếp nếu như phía Cộng sản Trung Quốc tấn công vào đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của Nhật Bản cũng như của Trung Quốc trong khi đó thì một chiếc là tàu hải quân của Trung Quốc đã tiếp cận vào bờ biển phía đông của Đài Loan trước khi Đài Loan thực hiện một cuộc tập trận tại đây một chiếc tàu trinh sát của cộng sản Trung Quốc đã tiếp cận gần cái khu vực quận Hoa Liên của Đài Loan vào sáng ngày thứ sáu giữa lúc mà Đài Loan đang chuẩn bị cho cuộc tập trận mới dự tính vào tuần tới theo tường trình của giới quân sự tại đây cho biết chiếc tàu hải quân này là của hải quân lực lượng PLA đã đậu cách cái bờ biển Hoa Liên là 44 hải lý ở phía đông của bờ biển này vào lúc 4 giờ sáng và vẫn di chuyển từ hướng bắc qua hướng đông nam theo tường trình của phía Đài Loan cho biết và giới quân sự nói rằng họ đã có quan sát rất kỹ và chụp rất nhiều hình ảnh của sự di chuyển của chiếc tàu này diễn ra giữa lúc mà Đài Loan đang chuẩn bị cho một cái cuộc tập trận mới nằm trong cái cuộc tập trận Hoan Quân lần thứ 38 dự tính sẽ diễn ra vào ngày 25 cho tới ngày 29 tây tháng 7 và đây là thời gian tới vậy bởi vì cuộc tập trận này bao gồm luôn cả lực lượng không quân hải quân và kể cả lực lượng lục quân của Đài Loan ở khu vực phía đông của Đài Loan. Và trong thời gian này thì lực lượng PLA -E dường như đã bắt đầu tăng cường cái khả năng giám sát đảo quốc Đài Loan bằng các cái tàu à, trinh sát của họ và kể cả một số máy bay trinh sát của họ đã xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay, đặc sứ của Đài Loan có mặt tại Hoa Kỳ và đã có xuất hiện ở trên cái quỹ ban đặc trách về Trung Quốc ở Quốc hội Hoa Kỳ. Một trong những người được xem là đại diện cho Đài Loan và được gọi là bán đại sứ của Đài Loan là bà Sao Bing Kim. À, đã có mặt và đã có cuộc nói chuyện bàn tròn với lại à, cái à, quỹ ban đặc trách về trung quốc ở tại hạ viện trong đó là bà kêu gọi là tăng cường cái thời gian tức là tăng tốc cái thời gian mà cung cấp và bán vũ khí cho đài loan đồng thời là nên à, bà khuyến cáo là nên mời đài loan vào các cuộc tập trận với trung quốc trong lúc tăng cường các mối quan hệ của hoa kỳ và đài loan The Chinese Task Force vốn được thành lập vào tháng 5 năm ngoái à, để à, do các cái thành viên của Đảng Cộng hòa ở tại Hạ viện đưa ra nhằm để mà giám sát tất cả những sự đe dọa của Trung Quốc trong vấn đề của eo biển Đài Loan và biển Đông. Bà Sao và nó cho biết bà cùng với lại dân biểu Michael McCord là chủ tịch của cái ủy ban China Task Force à, đã làm việc chung à, trong việc mà đề nghị một cái dự luật gọi là Arm Export Delivery Solution Act hồi tháng 7. Đây là một cái dự luật mà thúc đẩy phía chính quyền của Joe Biden và Ngũ Giác Đài là phải nhanh chóng giải quyết các cái đơn đặt hàng mua vũ khí và thúc đẩy nhanh hơn thay vì là chậm giao giống như mọi lần và dự luật này à trong thời gian gần đây đã được thông qua tại Hạ viện ở trong cái phiên bản của cái đạo luật quốc phòng năm 2023 và song trong tự sự tu chính này cũng đã được thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ. Trong đó bà Shaw đã lên tiếng cảm ơn Quốc hội Hoa Kỳ và lưỡng đảng đã ủng hộ cho Đài Loan bà lên tiếng cho biết là Đài Loan cam kết là chỉ sử dụng vũ khí để tự vệ trong cái mảnh vùng đất của họ và bảo vệ cho cái nền dân chủ và tự do, không hề có hành động khiêu khích và sẽ cần thêm nhiều đối tác và những quốc gia bạn hữu để bảo đảm cái giá trị chung ở tại khu vực này. Trong khi đó thì dân biểu mặt khốt cho biết Hoa Kỳ và Đài Loan sẽ đứng chung và ông khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ không đợi cho việc bức hại xảy ra và tương tự như trường hợp của Ukraine và sẽ nỗ lực cung cấp đầy đủ tất cả những cái cần thiết cho Đài Loan ngay lập tức. Đây là được xem là một trong những cái lời khẳng định của ông Michael Marcos. Trong khi đó thì chủ tịch khối tiểu số tại Hạ viện là ông Kevin McCarthy nói rằng Hoa Kỳ cần phải gia tăng việc bán vũ khí cho Đài Loan và phải nhanh chóng cung cấp cái nguồn vũ khí đã được chấp thuận bán bởi vì việc mà cung cấp vũ khí chậm có thể dẫn tới một cái hậu quả không thể lường được. Đây là lời khẳng định của ông Kevin McCarthy. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Cùng một lượt tại Đông Bắc Á ngày hôm nay, Bắc Hàn lại đưa ra một cái lời cảnh báo về tình trạng mà họ gọi là bất ổn trong việc mà Hoa Kỳ và Nam Hàn đang chuẩn bị cho một cuộc tập trận mới. Tin từ Seoul, Nam Hàn cho biết Bắc Hàn đã đưa ra lời cảnh cáo cho Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ đối diện với những thách thức an ninh chưa từng có nếu họ không dừng lại các cái cuộc tập trận mà Bắc Hàn nói rằng đây là những cuộc tập trận tập trận áp lực nhắm vào Bắc Hàn trong đó bao gồm luôn cuộc tập trận khá lớn. Nam Hàn đã xem cái việc mà tập trận với lại Hoa Kỳ là chuyện bình thường và trong đó đề phòng các cái kịch bản tấn công từ phía Bắc Hàn và cuộc lời cảnh báo mới nhất đưa ra giữa lúc mà Washington và Seoul đang chuẩn bị gia tăng các cái cuộc tập trận vào mùa hè giữa lúc mà phía Bắc Hàn đang khiêu khích bằng các cái cuộc thử nghiệm các cái hỏa tiễn của họ trong năm nay. Hoa Kỳ và đồng minh của họ cần phải uh, chấm dứt các cái cuộc hoạt động quân sự đối đầu với chúng tôi. Họ sẽ đối diện với những cái uh, cuộc bất ổn về an ninh chưa từng có. Châu Trinh được xem là uh, uh, phó giám đốc của một cái viện nghiên cứu về uh, giải giới và hòa bình của Bắc Hàn, một cái tổ chức chiến lược của Bắc Hàn uh, do Bộ Ngoại giao Bắc Hàn uh, lập ra đã đưa ra cái lời phát biểu tại Bình Nhưỡng vào ngày thứ năm và ông Chô cho biết. Washington và Seoul đang tập trận trong năm nay có thể sẽ đẩy cái cái khu vực của bán đảo Hàn Quốc trở thành một cái nơi có tiềm năng bùng nổ một cuộc chiến và cáo buộc phía Hoa Kỳ và Nam Hàn đang có cái âm mưu thảo luận trong phát triển việc mà Hoa Kỳ đang chuẩn bị thành lập một cái chiến lược nguyên tử để ngăn chặn tất cả những cái uh, hoạt động về uh, nguyên tử và vũ khí của Bắc Hàn đây được xem là một trong những cái phản ứng mạnh mẽ của phía Bắc Hàn ngay sau khi mà phía Hoa Kỳ và Nam Hàn đang chuẩn bị cho một cuộc tập trận mới. Bên cạnh đó thì Nam Hàn cũng đã tháo gỡ cái lệnh à, cấm tất cả những cái chương trình truyền hình và báo chí của Bắc Hàn bất kể sự căng thẳng. Cùng một lượt tại Seoul ngày hôm nay, chính quyền của Nam Hàn dự tính là sẽ tháo gỡ một cái lệnh cấm kéo dài cả mấy tập niên qua trong đó là cho phép người dân nam hàn có thể xem được đài truyền hình của bắc hàn hay đọc những tờ báo của bắc hàn là một phần nỗ lực trong cái việc mà quảng bá cho việc hiểu được đối thủ của mình đây là một trong những thông báo mới nhất từ văn phòng tổng thống của nam hàn đưa ra Việc mà đôi bên đã có sự chia rẽ cái biên giới từ năm 1948, thì hai quốc gia này đều nghiêm cấm công dân của họ tiếp cận các cái giới truyền thông của đối phương, kể cả việc mà trao đổi các cái cú điện thoại, email hay thư gửi và thường xuyên ngăn chặn tất cả những cái chương trình phát hình của đôi bên. Tuy nhiên trong chính sách mới của Tân Tổng thống Yoon seok Yeol đưa ra ngày thứ sáu, thì Bộ thống nhất của Nam Hàn cho biết họ sẽ mở ra cánh cửa để cho phía Bắc Hàn có thể truyền tải thông tin của họ tới Nam Hàn và qua hình hình thức báo chí và TV. Đây được xem là một hành động mới và có thể dẫn tới một cái điều tích cực hơn giữa lúc mà khu vực này đang bước vào một cái tình trạng căng thẳng có thể dẫn tới chiến tranh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nam Hàn và Bắc Hàn ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, vẫn nhắc lại với quý vị là các chương trình của Phượng Mai Official sẽ được bỏ ở trên cái Phượng Mai Official trong đó. Chúng tôi có rất nhiều những cuộc nói chuyện với anh chị em nghệ sĩ giới văn nghệ sĩ và các cái chương trình hài kịch, phim ảnh, ca nhạc đều có ở trên Phượng Mai Official và cuộc phỏng vấn mới nhất với lại phong trào Pháp Luân Công và đoàn Vũ Nghe Thường Sen Yun đã có đây. Quý vị nào chưa xem có thể qua đó xem cũng như là nghe Thanh Lan tâm tình về cuốn hồi ký mới bảo tố cuộc đời của chị hay là sử gia Phạm Trần Anh nói về nguồn gốc của dân tộc Việt. Hy vọng quý vị sẽ qua đó xem hỗ trợ mạnh mẽ cho các anh chị em nghệ sĩ và văn nghệ sĩ để họ có được cái khuyến khích tiếp tục có những sản phẩm tác phẩm mới để cống hiến cho quý vị cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment mỗi buổi sáng của chúng ta và thảo luận nha không lẽ Trung Quốc thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời của Đài Loan xanh yes đây là cái sự đây là cái uh, tuyên bố của phía và uh, tòa bạch ốc đã đưa ra họ lo ngại Trung Quốc sẽ tuyên bố lập vùng cấm bay ở trên cái uh, không phận của Đài Loan có nghĩa là từ ở trung hoa lục địa kéo dài tới đảo quốc đài loan và nếu máy bay nào bay ngang chỗ này đều có thể bị bắn bởi lực lượng bởi lực lượng chiến đấu cơ của trung quốc hoặc là dàn hỏa tiễn của trung quốc thì đây là cái lo ngại của phía đá, và đó là lý do tại sao ngày hôm qua ông joe biden nói rằng là giới quân sự cho rằng chuyến đi này là không phải một ý tưởng tốt bởi vì điều này có nghĩa là hoa kỳ nếu như mà thực hiện cái chuyến đi này và nếu trung quốc áp dụng lùng, uh, vùng cấm bay thì đây sẽ là cái cuộc đụng độ về quân sự. Và ông cha họ e ngại rằng là phía Trung Quốc sẽ bắn rơi chiếc máy bay chở bà Pelosi. Thì quý vị, tình hình đã trở nên căng thẳng hơn. Và tôi hy vọng bà Pelosi sẽ duy trì cái chuyến đi của bà ta. Bởi vì trong cuộc họp báo ngày hôm qua, bà ta đã không lên tiếng trả lời. Khi ký giả hỏi bà ta là bà có đi Đài Loan hay không. Thì bà ta không chối, cũng không xác nhận và bà ta nêu lý do vì vấn đề security issue tức là những vấn đề an ninh bà ta đã không trả lời dứt khoát do đó cho tới giờ phút này chúng ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nha rồi à... em muốn mua bản đồ việt nam anh phong giúp em cho con cháu em đâu cần mua đâu em cứ, cứ, cứ bước vào google thì em có bản đồ việt nam thôi em mua bản đồ việt nam làm cái gì thì bây giờ tôi nói với em là bản đồ đó trên Google có rồi, còn nếu như em muốn bản đồ Việt cổ đại thì anh và tất cả những người mà đang làm việc thì cố gắng sẽ có một cái bản đồ lịch sử cổ đại trong đó bằng cái ngôn ngữ của chúng ta để em và các ca bạn nhỏ biết được là cái lãnh thổ chúng ta tới đâu và dân tộc chúng ta đã có từ nguồn gốc từ đâu nha. Rồi nghe nói bảy lần bị cách ly Hải Phòng dạ, ông ta tự cách ly ngay trong tòa Bạch Ốc. Và bây giờ làm việc với lại các nhân viên của tòa bạch ốc các cái uh, nhân viên trong nội các của ông ta đều qua màn hình zoom đó là chính thức nha rồi à, uh, trung cộng cũng có lúc tuyên bố vùng cấm bay nhưng chiến đấu cơ hoa kỳ bay vào mà trung cộng có dám làm gì đâu lần này cũng bị hù thôi chưa bắc kinh chưa lập vùng cấm bay chỗ nào mà mà hoa kỳ bay vào những lúc mà bắc kinh có tập trận ở hoàng sa và hải nam thì trong những ngày mà họ tập trận Họ đã thiết lập vùng cấm bay và không cho tàu bè cũng như là máy bay bay gần đó. Thì họ có lập ra nhưng sau vài ngày thì họ giải tỏa cái lệnh này. Thì lúc đó Hoa Kỳ không có vào. Hoa Kỳ chỉ vào trước đó hoặc sau đó thôi. Còn trong lúc mà Trung Quốc áp dụng lệnh cấm bay, Hoa Kỳ không có chiến đấu cơ nào bay vào trong đó hết. <laughs> Lần này thì Trung Quốc sẽ chơi cái trò gọi là áp dụng lệnh cấm bay từ đây cho tới à, à, giữa tháng 8. Tức là cái khoảng thời gian mà bà Pelosi đang có mặt tại Á Châu. Thì có thể Trung Quốc sẽ áp dụng cái này. Thì vẫn chưa biết được. Để coi coi Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng mà. Cái này chỉ là cái dự đoán và dự phòng của phía Tòa Bạch Ốc và phía Ngũ Giác Đài đưa ra thôi. Còn phía Trung Quốc có áp dụng lệnh cấm bay hay không thì tôi không biết. Và thứ hai là phía Nhật Bản có à, sẽ có hành động như thế nào. Thì quý vị đây sẽ là một trong những cái... À, bài phân tích hiếu tên nhật ký chiều ngày hôm nay của tôi trung quốc có lập vùng cấm bay không và nếu lập vùng cấm bay thì Pelosi có cương quyết đi hay không hay là bà ta sẽ rút rút còi chưa biết được nha rồi tiếp tục à gặp sắp tới giữa ông biden và ông tập ai đề nghị trước tôi không biết tôi không biết ai đề nghị chỉ có là biden thông báo ngày hôm qua là trong vòng 10 ngày ông ta sẽ có cú điện đàm tức là không phải gặp mặt trực tiếp là cú điện đàm thôi, một cái cú điện thoại gọi cho phía Tập Cận Bình tôi cũng không biết ai đề nghị trước tuy nhiên trước đó thì Bắc Kinh đã từng đề nghị đối thoại với Liên Hiệp âu Châu và đã bị từ chối thì cái điều này là đúng, còn à, việc mà giữa Tập Cận Bình và Joe Biden thì tôi không biết ai đề nghị có điều là đôi bên gặp gỡ nhau đây là lần kế tiếp kể từ hồi tháng 3 cho tới bây giờ nha rồi tiếp tục <laughs> Dù tôi không thích ông Biden nhưng dù sao cộng mong ông ta sớm hồi phục vì tôi không muốn nước Mỹ bị một người phụ nữ như Kamala Harris lãnh đạo. Đúng. Ai cũng mong như vậy là bởi vì <laughs> nếu mà Joe Biden lần này có mệnh hệ gì thì người là lãnh đạo đất nước, nước sẽ là Kamala Harris. Lúc đó sẽ là đại họa cho cả nước Mỹ và thế giới luôn nha. Yeah. Rồi tiếp tục à Wow. Hoa Kỳ bay ngang eo biển Đài Loan xem Trung Quốc làm gì không? Chưa biết được, nếu mà họ thiết lập vùng cấm bay thì là một vấn đề khác. biết nếu họ thiết lập vùng cấm bay thì vấn đề khác. Và liệu để thất khảm đội có dám khẳng định cái quyền tự do hàng hải ngay trên eo biển Đài Loan lúc mà Trung Quốc áp dụng lệnh cấm bay hay không? Thì tôi vẫn chưa biết được. Cho tới giờ phút này thì chỉ là cái tin tức đưa ra thôi. Còn thực tế như thế nào chúng ta phải chờ xem là vài ngày tới tại vì hôm nay 22 tây rồi quý vị trên nguyên tắc một tây tháng 8 là bà bà Doxy sẽ rời hoa kỳ công du á châu thì chúng ta không biết là bà ta có ghé qua đài loan chính thức hay không và bây giờ là 22 tháng 8 tức là còn 8 ngày nữa thôi 10 ngày nữa thôi 10 ngày nữa là chúng ta sẽ biết thôi nha rồi à nếu trung cộng phong tỏa thật theo anh phong hoa kỳ sẽ làm gì tôi nghĩ rằng joe biden sẽ áp lực bà Pelosi và phiếu quân đội sẽ áp lực bà Pelosi là từ bỏ ý định à, viếng thăm đảo quốc đài loan để tránh căng thẳng xung đột trong giai đoạn này đó là cái dự đoán của tôi nhưng mà vẫn là hai mặt một đồng tiền cũng có thể vì vụ này mà joe biden sẽ kích động nó căng hơn để mà giành phiếu tại hoa kỳ Giữa lúc mà gần như mọi người đều tiên đoán năm nay lưỡng viện quốc hội có thể sẽ rớt vào tay của đảng Cộng hòa hết. Không phải chỉ có một viện không. Không phải chỉ có hạ viện hay thượng viện. Mà là cả lưỡng viện quốc hội luôn. Do đó có thể ông Joe Biden sẽ dùng cái sự kiện này để kích động. Và bà Lossi cũng sẽ dùng cái cái sự kiện này để kích động nếu như bà ta quyết định tiếp tục tới đảo quốc Đài Loan. Bất kể sự đe dọa của Trung Quốc. Thì tôi bảo đảm với quý vị lá phiếu ủng hộ đại dân chủ sẽ tăng một phần nào sẽ tăng một phần nào trong giai đoạn này thì tôi chưa biết được nha yeah. rồi tiếp tục vào wow. à cộng sản trung quốc lập vùng cấm bay kiểu này bà bà lo có xỉn đi nữa cũng không dám bay tới đài loan tôi nghĩ rằng là bà ta đang cân nhắc sợ thì bà ta không sợ đâu nhưng vấn đề là bà ta sẽ bị áp lực bởi phía đệ thất hạm đội và phía của joe biden hai bên này sẽ áp lực đối với bà ta. Bởi vì họ không muốn trong giai đoạn này có cái căng thẳng lên căng như vậy. Họ vẫn muốn từng bước một cái sự căng thẳng đó nằm trong tầm kiểm soát chứ không thể để cho sự căng thẳng ngoài tầm kiểm soát. Tôi nghĩ là như vậy nha. Rồi tiếp tục à nếu máy bay chở bà chủ tịch hạ viện thăm đài loan bị quân đội trung quốc bắn thì theo anh họa phản ứng hoa kỳ phản ứng thế nào trung quốc làm vùng cấm bay tôi nói nếu như mà họ liều lĩnh nhắm vào chiếc máy bay của bà chủ tịch hạ viện điều đầu tiên nước mỹ sẽ đoàn kết và tuyên bố là sẽ tấn công trung quốc toàn diện bất kể bà chủ tịch hạ viện này quý vị ưa bả hay không ưa bả nhưng khi chủ tịch hạ viện của hoa kỳ ngồi trên chiếc máy bay đó mà trung quốc có hành động gọi là Đụng chạm tới cái chiếc máy bay đó thì coi như trung quốc chính thức tuyên chuyến với hoa kỳ và hoa kỳ sẽ dành toàn bộ cái quyền của họ để tấn công toàn diện vào lãnh thổ trung quốc tấn công toàn diện luôn quý vị chứ không phải là chỉ có một cái khu vực ở bờ biển ở đâu tôi nói trước đây là lời cảnh báo trước nếu trung quốc liều lĩnh đụng tới chiếc máy bay mà có bà chủ tịch hạ viện trên đó nha rồi tiếp tục à wow. <laughs> ok à, rồi quay trở lại à, ok à, cũng mong bà chủ tịch hạ viện hoa kỳ thăm đảo quốc đài loan thử coi trung quốc làm gì trên đảo quốc đài loan thì họ nói là chưa từng có sẽ có những phản ứng chưa từng có thì tôi cũng không biết được phản ứng chưa từng có là như thế nào nha rồi Joe Biden nên tập trận với Đài Loan đây là một vấn đề cần thiết nếu có chuyện gì xảy ra thì làm sao phối hợp với nhau được cho tới giờ phút này quý vị, ngay cả cuộc tập trận Dream Park cũng đã không mời Đài Loan. Chỉ có là quốc hội vừa thông qua cái đạo luật quốc phòng cho cái ngân sách tài khoá năm 2023. Thì lúc đó chính thức là buộc ông Joe Biden, là phải buộc tổng thống đương nhiệm thời điểm đó là phải mời Đài Loan trong cuộc tập trận Dream Park năm 2024. Nhưng cuộc tập trận Dream 2022 ở Hawaii và ở California lại không mời Đài Loan. Thì đừng nói tới chuyện mà tập trận chung với quân đội Đài Loan. Cuộc tập trận hải quân lớn nhất này mà họ còn không mời Đài Loan mà. Thì quý vị đã thấy rõ ràng là gì quý vị? Chính sách của Joe Biden khá mơ hồ. Và ngày hôm qua ông ta đã lên tiếng và mượn danh nghĩa quân đội lo ngại chuyến đi của bà Pelosi. Bà Có nghĩa là Joe Biden nói thẳng ra luôn. Trong giai đoạn này, ông ta chỉ muốn dậm chân tại chỗ và không muốn gây thêm xung đột căng thẳng với Trung Quốc do đó ông ta đưa cái lời phát biểu này ra. Tuy nhiên thì bà Pelosi giống như tôi đã nói với quý vị là bà ta bị áp lực bởi khối cử tri ngay tại cái district của bà ta. Thứ hai là cái việc mà đảng dân chủ đang bị rớt điểm trầm trọng, thì bà ta đã à, bắt đầu có những cái à, hành động được xem là tìm cách lấy lại lá phiếu cho đảng dân chủ. Và thứ ba bà ta cũng không muốn bỏ cái cơ hội tại vì đảng cộng hòa trong suốt mấy năm qua họ đã làm việc rất tốt với những đối tác và đồng minh tại Á Châu. Thì bây giờ bà Pelosi bà cũng không muốn đảng Dân Chủ bị thua kém trong vấn đề này. Tức là đảng Dân Chủ vẫn tìm cách gây ảnh hưởng tại Á Châu. Tại vì quý vị, đảng Dân Chủ đã coi như là một cái mạng, họ đã tạo được một cái mạng lưới network tại Âu Châu rất vững chắc. Tức là mạng lưới của lực lượng chính trị cánh tả rất vững chắc. Nhưng mà tại Á Châu thì phức tạp hơn. Và phía đảng Cộng Hòa trong mấy năm qua họ đã xây dựng được một cái mạng lưới rất tốt với lại các nền chính trị tại Á Châu. Do đó lần này bà Pelosi bà đi Á Châu là bà ta muốn quân bình. Tức là bà ta muốn nói rằng quý vị không phải ngó vào nước Mỹ qua cái lăng kính của Đảng Cộng Hòa. Chúng tôi còn đại Nhân Chủ nữa. Đại khái như vậy đó quý vị. nha Rồi tiếp tục. Đúng sự thật bà chủ tịch Hạ Viện có ghé Đài Loan thì Trung Cộng cũng không dám làm gì đâu. Vấn đề còn lại là chính Tập Cận Bình cũng sẽ phải có một cái quyết định. Và Tập Cận Bình mà lần này mà nếu mà phía Joe Biden để cho bà Lossi đi và đưa một cái mức cao hơn về căng thẳng thì nó sẽ đẩy Tập Cận Bình vào cái là cái quyết định vào cái quyết định trước cái hội nghị Bắc Đế Hà. Tại vì chuyến đi này là đầu tháng 8, hội nghị Bắc Đế Hà diễn ra vào tại giữa tháng 8. Do đó, tôi vẫn chưa biết được là chiến đi này có tác động như thế nào nhưng mà nó sẽ làm tăng thêm cái sự căng thẳng giữa đôi bên bắc kinh có dám có hành động mạnh bạo hơn hay không tôi vẫn chưa biết bởi vì tập cận bình đang tìm cách tự chế rất nhiều giờ phút này tập cận bình cũng chưa muốn đối đầu trực tiếp với hoa kỳ ông ta cũng đang tìm cách gọi là xoa dịu với hoa kỳ do đó quý vị cái câu chuyện này có thể nói là chúng ta chưa biết mà mèo nào cắn miểu nào thì à, đây sẽ là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ cảm thấy có cái câu chuyện phim tương đối hấp dẫn hơn nha tôi đoán chắc bể Luoxy sẽ không ghé Đài Loan theo nhận định của tôi thôi 70% bà ta sẽ không ghé Đài Loan cái là chủ quan của tôi 70% bà oxy sẽ không ghé Đài Loan tại vì bà ta sẽ bị áp lực rất nặng từ phía của giới quân sự và áp lực rất nặng từ phía chính quyền Joe Biden. Do đó, tôi thì tôi dự đoán là như vậy, nhưng mà hú nồ ai biết được 30% còn lại vẫn là cái cơ hội nha. Rồi hy vọng bà bà Pelosi mạnh mẽ theo đúng lịch trình đến Đài Loan. Chưa biết được, ok. Rồi à anh phân có nhận định thế nào nếu bà Pelosi bà không đến Đài Loan khi Trung Quốc áp à, cả khi Trung cộng áp dụng lệnh cấp bay thứ nhất quý vị hai mặt một đồng tiền bà ta phải cân nhắc nếu cương quyết tới Đài Loan đương nhiên bên phía tòa bạch ốc và bên phía của giới quân sự không vui lắm nhưng vẫn phải đáp ứng tại vì bà là chủ tịch của hạ viện bà có quyền quyết định của bà tổng thống không xen vào được và quân đội có trách nhiệm phải bảo vệ tối đa an toàn cho chủ tịch Hạ viện. Thì quý vị, nó sẽ gây khó khăn cho Joe Biden và phía Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, nếu bà ta đã có tin ra mà bà ta quyết định không tới Đài Loan, thì coi như đảng Dân Chủ sẽ bị phá sản ở Hoa Kỳ. Tức là người dân Hoa Kỳ cho rằng là sự hèn nhát này sẽ khiến cho người dân Hoa Kỳ tin chắc rằng đảng Dân Chủ không đủ khả năng để đối ngoại. Không đủ khả năng bản lãnh để thực hiện các chính sách đối ngoại. Và điều này cũng sẽ khiến cho các quốc gia, quốc gia tại Á Châu sẽ giữ một khoảng cách với Hoa Kỳ. Trung Quốc mới lên tiếng mà anh sợ rồi. Bây giờ biểu chúng tôi đi theo anh làm sao chúng tôi đi. Do đó quý vị, hai mặt một đồng tiền. Lần này là bà Pelosi đánh một cái game gọi là khá khó cho bà đó. Bởi vì nếu như vậy thì có nghĩa là ở bên ngoài sẽ gây khó khăn luôn cho cái chiến lược của Hoa Kỳ luôn. Bởi vì các quốc gia đối tác của Hoa Kỳ và đồng minh Hoa Kỳ sẽ mất tin tưởng. Và ngay cả trong nội địa của Hoa Kỳ là dân chúng của Hoa Kỳ. Họ cũng sẽ không tin rằng đảng Dân Chủ có đủ bản lãnh và khả năng đối ngoại. Nếu bà ta hủy bỏ chuyến đi hay là không là nói là không có tới, lịch trình của bà ta không có tới đài loan vân vân còn nếu bà ta cương quyết đi thì nó sẽ tăng cái mức gọi là căng thẳng lên một tầng cao hơn và điều này thì Joe Biden không muốn và cái dự tính của giới quân sự Hoa Kỳ cũng không muốn nhưng mà dù không muốn thì nếu bà ta quyết định đi thì họ phải có trách nhiệm bảo vệ tuyệt đối 100% cho bà ta để xem coi kỳ này như thế nào nha yeah. rồi tiếp tục à wow à nếu trung quốc lập đường cấm bay thì hoa kỳ làm sao qua đài loan được họ bay từ bên ngoài tại vì à, theo tôi biết thì có nhiều cách để bay vào à, để tôi mở cái google map lên cho quý vị xem là không có bay qua cái eo biển mà từ ở thái bình dương bay vào từ ở bên nhật bản tức là bà ta sẽ ghé bên nhật bản xưa trước xuống okinawa rồi bay thẳng xuống đài loan thì điều này sẽ khiến cho Trung Quốc khó đỡ tại vì quý vị ở đây thì tôi mở cái bản đồ lên cho quý vị xem ok quý vị nếu Trung Quốc phong tỏa cùng lắm chỉ có phong tỏa khu vực này thôi Trung Quốc không thể phong tỏa ở ngoài này nha mà quý vị quý vị đây đây là Okinawa đây thì quý vị Bà, bà Nebalosi có thể viếng tâm căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở tại Okinawa, gặp gỡ với binh sĩ Hoa Kỳ. Và từ đây, bà ta bay qua Đài Loan chỉ có 24 phút thôi đáp xuống phi trường Đài Bắc chỉ có 24 phút thôi. Và nếu chuyến bay của bà ta bay từ đây vào Đài Loan thì tất cả F-35 của Hoa Kỳ có trách nhiệm và phong tỏa tất cả những khu vực này. chia Chiến hạm của Hoa Kỳ có thể phong tỏa tất cả những khu vực này để ngăn ngừa sự tấn công từ phía Trung Quốc. Ok, thì quý vị F-35 sẽ hộ tống chiếc máy bay của bà Pelosi nếu như bà ta quyết định tới đảo quốc Đài Loan từ Okinawa. Bởi vì tôi biết là chiến này bà ta sẽ ghé qua Nhật. Bà ta có thể ghé qua Nhật. Thì khi ghé qua Nhật thì không thể nào bà chủ tịch Hạ viện không viếng tâm 60.000 binh sĩ Hoa Kỳ đang trú đóng tại Okinawa. Do đó, nếu bà ta đi thì Okinawa là cái nơi mà bà ta sẽ ghé tới và từ Okinawa bay qua binh à, à, cái phi trường đại Bắc 24 phút. Nếu mà bay với cái tốc độ trung bình bình thường, còn nếu mà bay với tốc độ nhanh hơn nó có thể rút xuống khoảng chừng 21 phút hay 19 phút thôi. Ok. Và trước khi đó thì chắc chắn là các chiến hạm, các chiến đấu cơ và kể cả cái hàng không mẫu hạm Ronald Reagan của Hoa Kỳ đang đậu ở tại Okinawa sẽ được khai triển ra. Để bảo đảm tuyệt đối 100% sự an toàn của bà chủ tịch Hạ Việt nha. Rồi tiếp tục. Ok. À. Wow, em đoán Trung Quốc không dám bắn bà Pelosi bà bởi vì Đài Loan Trung Quốc không à, bởi vì Đài Loan Trung Quốc không còn còn không dám mà thì tôi nghĩ rằng họ lên bên này là cái tin tức đưa ra từ phía Hoa Kỳ chứ không phải từ phía Trung Quốc Trung Quốc chỉ tuyên bố là sẽ có phản ứng chưa từng có thôi tôi chưa biết phản ứng đó là cái gì còn phía Hoa Kỳ thì dự đoán là vùng cấm bay thì bây giờ chúng ta chờ xem coi Trung Quốc có ban lệnh cấm bay hay không và nếu có ban lệnh thì bà Loxi có dám đi vào đảo quốc đài loan hay không giống như tôi nói lợi và hại hai mặt một đồng tiền okay. thì bà ta có dám thí cái bạn già đem cái bạn già làm mồi cho cái, cái, cái cuộc xung đột này hay không tôi chưa biết nhưng mà tôi biết chắc chắn lần này bà ta đi là có cái uh, việc gây dựng lại cái quy thế của đảng dân chủ đối với lại khu vực á châu thái bình dương vốn đã rớt xuống thê thảm nha bởi vì đảng dân chủ đã có cái à, tôi nói là có một cái vết từng bỏ rơi rất nhiều lần đối với á châu do đó họ mất tin tưởng đảng dân chủ so với âu châu đảng dân chủ xây dựng được một cái mạng lưới network rất vững chắc thì với á châu người ta không thích đảng dân chủ tại vì đảng dân chủ nhiều lần đã bỏ rơi khu vực á châu trong đó có cuộc chiến Việt Nam, trong đó có đảo quốc Đài Loan, trong đó có luôn cả cái cân khủng hoảng kinh tế tại Á Châu nữa. Thì quý vị, chúng ta chờ xem thôi nha. Rồi tiếp tục. À, ok. Thật sự mà nói đảng Dân Chủ không đủ khả năng đối ngoại, mong bà Pelosi không đi để chứng minh điều này. Tôi thì tôi mong bà đi. Tôi thì tôi mong bà đi đó. Thứ nhất, đây cũng là cái một cái dịp tốt để đo lường cái uh, khả năng cứng rắn của Trung Quốc tới mức độ nào. Và cái khả năng của quân đội Hoa Kỳ để bảo lãnh và bảo vệ cho một yếu nhân tới mức độ nào. Và Nhật Bản là cái quan một trong những quốc gia kế tiếp đóng vai trò quan trọng trong cái an ninh quốc phòng của Đài Loan sẽ có những cái uh, phản ứng ra sao khi mà bà uh, bà Rossi tới đây. Thì quý vị nếu bà ta quyết định tới Đài Loan sẽ là một cái uh, sự đo lường rất tốt cho nhiều phía khác nhau, cho nhiều phía và các quốc gia ở Đông Nam Á họ cũng ngó vào cái uh, quyết định lần này của bà ta để mà họ có thể uh, đưa ra cái nhận định một cách một uh, chắc chắn hơn về cái khả năng chuyển trục của Hoa Kỳ về Á Châu do đó tôi thì tôi vẫn rất mong bà ta đi nhưng mà Thật sự thì Tôi dự đoán tới 70% là bà ta sẽ kiếm cách nào đó để mà bác bỏ cái việc này. Tại vì chính trên câu, chính ở trên cái phần trả lời ngày hôm qua, bà ta cũng tránh né câu nói. Bà ta tránh né trả lời luôn. Bà ta chỉ nói là bà chỉ vì vấn đề security issue thôi. Chứ bà ta không nói gì hết. Bà ta không không khẳng định là cái chuyến này có lịch trình tới đó hay không. Hay là không có. Bà ta cũng không khẳng định luôn. Do đó quý vị, cho tới giờ phút này bà ta vẫn có đủ lý do để rút lại bởi vì đầu bà ta chưa tuyên bố bà ta chưa tuyên bố đi mà chỉ là tin tức từ các báo chí đưa ra thôi nha rồi tiếp tục à wow à lướt qua ok Bà Pelosi bà sẽ ghé thăm Nhật Bản và mời Thái Anh Văn qua chơi uống cà phê à, nên Tàu không làm gì được. Cũng có thể kịch bản này xảy ra. Tức là bà sẽ gặp gỡ bà Thái Anh Văn ở tại lãnh thổ Nhật Bản. Thì coi như Trung Quốc chả làm gì được cả. Đây cũng có thể là một cái kịch bản trung dung. Vừa giúp cho cho bên bớt khó xử. Mà vừa có thể gặp gỡ chính thức với người lãnh đạo của đảo quốc Đài Loan. Bà Tổng thống Thái Anh Văn thì chúng ta cũng chưa biết đây có thể là cái kịch bản trung dung để xoa dịu thì chúng ta chờ xem coi tình hình như thế nào rất là hứng thú từ đây tới, tới một tháng tám nha yeah. à. Mỹ từ xưa nay là vậy dù có ủng hộ quốc gia nào hay quốc gia nọ thế nào đi nữa sau cùng cũng bỏ rơi đồng minh đúng cái này là một cái thực tế là họ đã bỏ rơi bỏ rơi ít nhất đôi ba lần đều nằm dưới đảng Dân Chủ sự bỏ rơi này khiến cho phía của các quốc gia mất tin tưởng do đó tôi nói với quý vị đảng Dân Chủ mà áp dụng chính sách đối ngoại là luôn luôn làm cho Hoa Kỳ bị mất quy thế bởi vì họ không giữ lời cam kết mà chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết với các quốc gia đồng minh họ luôn có những cái thái độ tôi cho rằng là nhu nhược thỏa hiệp chính điều này họ đã làm mất tín dụng của đất nước Mỹ nha rồi tiếp tục à em cũng mong bà chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ đi thăm Đài Loan tôi mong nhưng mà tôi nghĩ rằng 70 là chuyện này không xảy ra đó lần trước thì bà ta viện cớ là Covid lần này không còn Covid nữa tôi chưa biết bà ta viện cớ gì và thật sự trong lịch trình của bà ta có cái có thể trong cái lịch trình khi mà tiết lộ cho tờ Financial Times thì thật sự trên lịch trình chưa có nhưng có lẽ là viên chức của bà ta cố tình tiết lộ là có khả năng bà tới Đài Loan và cái lịch trình này chưa phải là finalize tức là chưa phải là cái lịch trình cuối cùng thì bà ta cố tình đưa cái này ra để đo lường dư luận thì khi mà dư luận bắt đầu có những cái phản ứng mà giống như ông Joe Biden đã phản ứng đó thì bà ta đưa nói, Ủa lịch tôi đâu có đâu Lịch Còn cái chuyện đi Đài Loan là Tin từ đâu ra tôi đâu biết Tức là bà ta cho nhân viên của bà ta Nói với báo chí Tức là tập Financial Times Là cái lịch chưa có Nhưng mà có thể là sẽ có chuyến đi Đài Loan ở trong đây Và cái lịch này chưa phải là cái lịch cuối cùng Tức là finalize cái lịch này Thì lúc đó tập Financial Times đoán tính nói Và họ bảo vệ cho nguồn tin của họ Họ không tiết lộ Đến lúc mà Căng quá bà đưa ra nó nè. Lịch trình tôi đâu có đâu. Thì quý vị. Đó là cách mà bà lõ tôi nghĩ rằng bà ta đang làm. Nha. Yeah. Rồi tiếp tục. à Bắn gì thì bắn máy bay chở dân thường Mỹ. À họ nói, nó cũng không dám đụng tới chú ơi. Ở đó mà chở VIP. Dạ. Yeah. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đây là cái thực tế. Nếu mà đụng tới máy bay dân sự. Là có chuyện lớn. Do đó. Mình cũng phải chờ xem coi phía của... Uh, Nancy Pelosi sẽ có cái uh, quyết định như thế nào vài ngày nữa thôi quý vị chúng ta chờ xem bà tá anh văn mà hết nhiệm kỳ người tiếp theo là ai anh phong đảng đối lập mỹ có xu hướng như thế nào ở đối lập của đài loan đảng trung hoa quốc dân đảng bây giờ họ thay đổi lập trường họ có vẻ như bắt đầu nhích gần lại mỹ sau gần 30 năm bỏ rơi bị bỏ rơi và họ không muốn tiếp xúc với mỹ thì bây giờ họ đã lập cái văn phòng ở tại washington dc đó là thứ nhất Thứ hai, tôi vẫn chưa nhìn ra quốc dân đảng có được cái ngôi sao nào để thay thế, để mà ra đối đầu với lại đảng à, Dân Chủ Cấp Tiến. Còn đảng Dân Chủ Cấp Tiến thì người kế, kế tiếp là ông Phó Tổng thống William Lai, Lai chin Đây là nhân vật à, cũng nhiều hầu không kém bà Thái Anh Văn trong vấn đề chủ quyền của Đài Loan và độc lập của Đài Loan. nha yeah. Rồi tiếp tục. Á Châu có nhiều thách thức lợi ích mà Mỹ cần quan tâm, phương án giải quyết ra là thế nào thôi. Hai hổ không thể nhốt trong một chuồng. Thứ nhất, thách thức thì có, lợi ích thì chưa biết. Nhưng mà ít nhất là cái chiến lược chuyển trục về Á Châu lần này, chủ đích là tái lập trật tự. Tái lập trật tự vốn đã bị sói mòn sau 30 năm Bill Clinton thực hiện chiến dịch toàn cầu hóa tập trung vào Trung Quốc, thì nền trật tự của Á Châu đã bị sói mòn. Do đó, cái nhu cầu tái lập trật tự tại Á Châu là một nhu cầu cần thiết. Vì vậy, mà Hoa Kỳ chuyển trục còn vấn đề lợi ích hay không, tôi chả biết. Lợi ích thì tùy quốc gia. Tùy quốc gia, ví dụ Nhật Bản, Đài Loan và Nam Hàn, chúng ta thấy rõ lợi ích của Mỹ. Và các quốc gia này, Malaysia, Indonesia, chúng ta thấy rõ. Và cái eo biển Malacca của Singapore cũng nằm trong lợi ích của Mỹ. Còn những quốc gia khác chưa chắc nằm trong lợi ích của Mỹ, nó tùy theo mỗi quốc gia thôi. Chứ không phải là toàn bộ Á châu là lợi ích không. Nhưng cái việc tái lập trật tự là điều cần thiết nha. Rồi à, wow. À. Em mong lần này anh đoán sai, tôi cũng mong tôi đoán sai. <laughs> ok. Câu trả lời cho câu trời cho bà chủ tịch à, ghé xem Trung Quốc làm gì. Ai cũng mong nhưng mà tôi thì tôi giờ tôi không có feel cầm tới bồ lắm tôi mong tôi đáng sai nếu mà tôi đáng sai có lẽ kỳ này là tôi có mặt ở hilton tôi đãi hết bạn bè hilton ăn luôn nếu tôi đáng sai thì coi như là mình chấp nhận cái sai này và đãi bạn bè tại vì cái chuyến bà bay qua bên á châu là ngày đó tôi về lại hilton rồi thì một số bạn bè ở hilton có thể ăn một bữa ăn miễn phí tôi đãi nếu như tôi đáng sai nha yeah, ok rồi, cảm ơn tất cả bạn bè rất là nhiều cả à, trong cái uh, thời sự ngày hôm nay đa số tập trung vào bà Blossi. Bà cảm ơn quý vị. Đây là thời sự mà chúng tôi cần cần quan tâm nhiều hơn. Và đó là tại sao mà tôi lại mở cái uh, đọc comment sau bản tin là như vậy. Chúng ta chú ý vào một bản tin để phân tích nhiều góc của vấn đề để mọi người cuối cùng họ hiểu rõ cái bản tin hơn. Đó là cái mục tiêu mà tôi đọc uh, nửa tiếng đọc comment của quý vị là như vậy. Trong ngày thường còn cuối tuần thì chúng ta mới có sân tự do hỏi những đề tài khác Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký chiều ngày hôm nay. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Bye bye.